sở thích của người ta, yêu bản thân, yêu bản thân, đúng rồi, đúng rồi, không liên quan đến tình dục, đúng rồi, cũng không liên quan lắm. Đấy là một cái sở thích ấy. Vâng, đúng rồi. Ồ, chắc là kiểu mình cũng phải học tập để mình làm theo, nhưng mà được hai hôm em mặc được cái áo ngực mà có ren xong rồi có mút một chút ấy, được hai hôm là em bắt đầu thấy khó thở, xong rồi em bắt đầu cảm thấy là tại sao phụ nữ lại phải khổ thế nhở, tại sao mình cứ phải mặc áo ngực nhỉ, trong khi đàn ông có phải mặc đâu, tại sao đàn ông đi ra ngoài cởi trần còn được, tại sao phụ nữ lại phải 2-3 lớp xong rồi cứ phải độn vào, xong cứ nếu mà không có thì lại bảo là hai lưng không? Kiểu bị chê. Em thấy là thật ra phụ nữ ai cũng thích đẹp cả. Đúng rồi. Nhìn những cái áo ren đấy thì đúng là rất là đẹp. Nhưng mà nó phụ thuộc vào, em nghĩ là đúng là nó nói lên tính cách ấy. Ví dụ như là mình có phải là người kỹ càng chỉn chu hay không, hay là có những người mà họ đơn giản trong chuyện đấy, hoặc là quan tâm đến công năng hay quan tâm đến cái đẹp chẳng hạn, thì nó đấy nó thể hiện ra cái tính cách của mình. Hết rồi nó, xong cái tự em thấy giống như con đàn bà ấu tả dễ sợ. Vừa làm bí vừa kem vừa ấu tả là em. Không thay đổi gì luôn á. Chị thấy cũng có nhiều người như em mà, đâu phải là mình em đâu, em không cần phải lo. Thật ra thì mình nghĩ là đàn bà con gái ấy, chúng ta thì mỗi người một sở thích, nhưng mà ai cũng phải có đầy đủ tất cả các loại để phòng trường hợp là có lúc mà mình cần mặc, chẳng nhẽ lúc đấy thì lại cởi trần à? Đúng rồi. Đúng không? Có rất nhiều kiểu đúng không? Có ai ở đây hay mặc áo bralette không ạ? Bây giờ cái loại đấy cũng hot ấy. Ừ, chị cũng có một vài cái, nhưng mà chỉ để dùng trong những cái việc ví dụ mặc áo 2 dây, váy 2 dây, hoặc là những cái sơ mi mặc trong vest này. Đúng rồi, đúng đẹp rồi. Đúng không? Nhưng mà từ khi sau sinh thì mấy cái đấy nó cũng nằm trong tủ cũng lâu lâu rồi. Không mặc vừa nữa. Nghe rất là buồn. Không biết được làm chồng quá trời cái nickname luôn. Tại sao vậy chị? Giờ em thắc mắc thêm lần nữa, tại sao vậy chị? Ủa sao em thắc mắc về em giải thích luôn là tại sao em lại lo nho ấy? Em nghĩ cái tên lo nho nó là cái phẩm chất của em là lo nho nhất ở đây rồi. Quá trẻ và quá lo nho. Còn chị? Chị thì già nhất ở đây cho nên là chị khi nào cũng lọ mọ, làm cái gì cũng tỉ mẩn cho nên lọ mọ là hợp với chị. Nhưng mà điềm đạm mới gọi là khó giải thích đấy chị. À, đúng rồi, tại vì là đấy là ước mơ của chị. Còn Hana thì chắc ai cũng biết rồi, tại vì mình có phong cách sống lành mạnh chấm hết. Và các bạn đừng quên là chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình này sẽ bàn về tất cả các chủ đề mà các mẹ quan tâm luôn. Ôi, chưa chị đã thấy hồi hộp quá. Chủ đề đầu tiên của chúng ta sẽ là gì đây? Chưa bao giờ đi nhiều chuyện mà hồi hộp vậy luôn. Hồi quá, căng thẳng quá. Hôm nay có một câu chuyện em muốn raise lên. Đấy là về nội y của phụ nữ. Có lẽ là các bạn còn trẻ thì các bạn sẽ ngại, nhưng mà chúng mình có gia đình hết rồi đúng không? Thì không biết là ý kiến của mọi người về chuyện nội y như nào? Chúng ta có nhất thiết là phải đầu tư vào việc nội y hay không? Hay như chị Bông Chuẩn, có nội y hay không? Chắc là mọi người ai cũng biết rồi, có hay không là mọi người ai cũng biết hết. Như Hana chẳng hạn thì Hana ngày xưa cái hồi mà mới dậy thì lúc nào cũng mặc cái nội y nó đẩy thật cao. Đúng rồi. Đúng. Cái hồi đấy là chị với em cùng là 9X đúng không? Đúng rồi, cùng là 9X. Cái thời đấy là có áo gọng ấy thì lúc nào cũng push up lên để kiểu như cho mình giống mọi người, bởi vì những người mà ngực phẳng như Bông chẳng hạn là sẽ kiểu rất là ngại khi mà mình không có ngực ấy, cho nên lúc nào cũng phải độn thật nhiều, xong rồi đi mình là người mẫu nữa, mình đi diễn mình sẽ phải kiểu mặc mấy cái đồ mà để ấy lên để cắm được cái bút vào ấy chị. Đúng rồi đấy. Còn ước em mơ thì muốn đẩy lên nhưng mà không có gì để đẩy. Thì đó, em cũng nói đi dạng như vậy. Chắc là thế hệ của Mai hình như nó khác hơn chút xíu, là 8X thì là rất là ngại. Tất nhiên là mình cũng không phải là đồ sộ gì hết, nhưng mà bạn nào mà bị đồ sộ là sẽ bị ngại á, cho nên là làm sao đó để mà nó không có bị đồ sộ lạ vậy đó. Mà hồi đó rất là bị xấu hổ. Sao mà khác vậy trời. Nhưng mà đến khi lấy chồng xong thì khi nào cũng muốn là tà đêm phải thế này thế kia cả. Thế là sau khi chị lấy chồng là chị quan tâm đến nội y hơn á hả? Đúng rồi, tức là ngày xưa quan tâm đến nội y thì cái nội y nào mà làm cho mình đừng có bị đồ sộ thì mình mới dám mua. Và anh thích nhất là khi em có thai tất cả mọi thứ nó đều nở nang hơn, và sau khi mà có em bé thì cũng đỡ hơn, ý là vậy. Nhưng mà anh tuyệt đối anh lại không có thích đồ giả. Anh không có thích đồ giả. Chắc không, mình em khác biệt nhất, có nghĩa là em không quan tâm về cái vấn đề mua nội y cho lắm. Nghĩa là hiện tại bây giờ em vẫn còn đang xài cái không loại nội y mà áo ngực dành cho con bú đó mọi người. Em gặp mấy cái chị bạn của em ai cũng nói là mày giống như một con đàn bà mà vô cùng gọi là kém sang, không hiểu sao có thể xài được cái áo vú đó bây giờ.
từ, nhưng mà Hana không thể hiểu sao xài đến bây giờ luôn. Bởi vì Hana là một người rất là quan tâm đến nội y đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, thực ra thì em cũng thuộc trường phái là no bra chứ. Nhưng mà bao giờ cũng vẫn phải có một cái bra. Tức là em thích sport bra. Đúng rồi. Áo thể thao cùng chung sở thích. Đôi khi em mặc vest như này, ở trong em cũng mặc áo thể thao luôn. Bởi vì em là em có nâng cấp vòng 1 rồi. Thì nếu mình không có cái gì để mình nâng đỡ cho vòng 1 ý, thì nó sẽ rất là nhanh sệ. Và ngoài ra là nó sẽ còn làm cho cái dáng ngực của mình nó không được đẹp nữa. Và em có cái cảm giác là mặc áo bra nó nâng đỡ nhưng mà nó không có gọng ấy, cảm giác nó dễ chịu. Quan điểm của Mai thì không phải là quá chú trọng về cái kiểu cọ gì, mà Mai chú trọng về chất liệu gì để cho mình thoải mái nhất. Phải là chất liệu cotton, thoáng mát, ý là chất liệu. Hỏi cho em hỏi là, ý là ở đây mấy chị nghĩ là trang phục nội y thì nó lên điều gì? Như là trong trong khái niệm của em suy nghĩ đây chỉ là một cái thứ để che chắn cái đó để khi ra đường thôi. Anh à, em có hai con rồi mà sao em nói thế? Thế làm thế nào mà em có được hai con nhở? Tại vì cái đấy nó cũng là một vấn đề quan trọng. Em thì em thực sự là em không hề có một cái bra nào mà kiểu gen gen hay là kiểu đẹp đẹp mà để quyến rũ đâu. Nhưng mà em có một người bạn rất là mê bra. Tức là bạn đó mà mê đến cái mức độ mà kiểu có một hẳn một cái tủ riêng chỉ để bra và đồ ngủ và homeware và các kiểu thể loại sleepwear mà để đồ ngủ á. Em thấy rằng là cái việc mà các bạn ấy chọn nội y á, cái việc mà các bạn ấy thích nội y á, nó liên quan đến cái vấn đề tính cách. Mặc dù là mình không quá chú trọng đến cái vấn đề đấy nhá, nhưng mà có những bạn mà chỉ mặc ở nhà thôi, chỉ là ở nhà thôi mà vẫn cứ phải mặc đồ đẹp, không ai nhìn thấy, không có đàn ông trong nhà nhưng vẫn phải mặc đồ đẹp. Đấy là cái tính cách, cái sở thích của người ta. Yêu bản thân, yêu bản thân, đúng rồi, không liên quan đến tình dục. Đúng rồi, cũng không liên quan lắm. Đấy là một cái sở thích ấy. Vâng, đúng rồi. Ồ, chắc là kiểu mình cũng phải học tập để mình làm theo. Nhưng mà được hai hôm em mặc được cái áo ngực mà có ren xong rồi có mút một chút ấy, được hai hôm là em bắt đầu thấy khó thở. Xong rồi em bắt đầu cảm thấy là tại sao phụ nữ lại phải khổ thế nhở? Tại sao mình cứ phải mặc áo ngực nhỉ, trong khi đàn ông có phải mặc đâu? Tại sao đàn ông đi ra ngoài cởi trần còn được, tại sao phụ nữ lại phải 2-3 lớp xong rồi cứ phải độn vào, xong cứ nếu mà không có thì lại bảo là hai lưng không? Kiểu bị chê. Em thấy là thật ra phụ nữ ai cũng thích đẹp cả. Đúng rồi. Nhìn những cái áo ren đấy thì đúng là rất là đẹp. Nhưng mà nó phụ thuộc vào, em nghĩ là đúng là nó nói lên tính cách ấy. Ví dụ như là mình có phải là người kỹ càng chỉn chu hay không, hay là có những người mà họ đơn giản trong chuyện đấy, hoặc là quan tâm đến công năng hay quan tâm đến cái đẹp chẳng hạn, thì nó đấy nó thể hiện ra cái tính cách của chớ rồi nó. Xong cái tự em thấy giống như con đàn bà ấu tả dễ sợ. Vừa làm bí vừa kem vừa ấu tả là em không thay đổi gì luôn á. Chị thấy cũng có nhiều người như em mà, đâu phải là mình em đâu, em không cần phải lo. Thật ra thì mình nghĩ là đàn bà con gái ấy, chúng ta thì mỗi người một sở thích, nhưng mà ai cũng phải có đầy đủ tất cả các loại để phòng trường hợp là có lúc mà mình cần mặc cái chẳng nhẽ lúc đấy thì lại cởi trần à. Đúng rồi. Đúng không? Có rất nhiều kiểu đúng không? Có ai ở đây hay mặc áo bralette không ạ? Bây giờ cái loại đấy cũng hot ấy. Ừ, chị cũng có một vài cái, nhưng mà chỉ để dùng trong những cái việc ví dụ mặc áo hai dây, váy hai dây, hoặc là những cái sơ mi mặc trong vest này. Đúng rồi, đúng đẹp rồi. Đúng không? Nhưng mà từ khi sau sinh thì mấy cái đấy nó cũng nằm trong tủ cũng lâu lâu rồi. Không mặc vừa nữa. Nghe rất là buồn. Không biết được là chồng của các bạn đó có thích nội y của mình, có thích quan tâm đến hả? Có thích tâm thích vợ mặc đẹp hay là gì không, hay là bông chuẩn nên là em khỏi cần. Chồng em cực kỳ thích luôn chị ơi. Hầu như 50% nội y của em là chồng em mua. Ôi quan tâm đấy. Nhưng mà những cái mà kiểu như là gen dùng các thứ xong rồi kiểu sexy đuôi thích đuôi mua. Cáo đuôi chồn. Mấy cái đấy thì kiểu chuyên môn quá. Nhưng mà rất thích mua mấy cái mà gen các thứ này nọ cho vợ em, nhưng mà ít khi em mặc lắm. Nhưng mà cứ kiểu năn nỉ mặc, lúc nào mà kiểu hai vợ chồng đi đâu cũng năn nỉ là vợ sẽ mặc cái bộ đấy đi chơi, xong rồi đi du lịch ấy, xong rồi buổi tối mặc cái bộ đấy đi ngủ với chồng cho nó đáng yêu á. Thứ kiểu đấy. Tức là ngoài cái mà để mà yêu bản thân này, như là tụi mình vừa nói này, rồi giúp cho mình tất cả những cái vấn đề về thời trang này, thì cũng một vấn đề quan trọng đó là giữ chồng. Đúng không? Em thấy nó cũng là một vấn đề quan trọng quá. Mà đôi khi mình không để ý thôi, nhưng mà có thể là chồng mình cũng sẽ không phàn nàn, không quan tâm đến vấn đề đấy đâu. Nhưng mà nếu như mà mình cứ xuề xòa quá thì sẽ lâu ngày nó sẽ gây ra một cảm giác rất là... Trời ơi, em hoang mang. Đảm bảo tối nay tự nhiên lát nữa xong cái chương trình này em đi ra mua một bộ, tối nay chồng em sẽ lát mắt và liền lập tức
em sẽ có đứa nữa. Em sẽ làm một cuộc cách mạng mua 10 bộ. Đảm bảo 2 tiếng là thay 1 lần. Khác liền luôn á. 2 tiếng hoành vô thay 1 lần. Nhưng mà thật sự em có một câu hỏi là ví dụ mình mua nội y á thì mình dùng kiểu gì thì tốt nhất, ứng dụng được nhiều nhất? Nội y thì Hana nghĩ là mặc những cái loại không có gọng này, cốt tông này, mút vừa phải này và màu cùng màu với màu da thì những cái đấy là ứng dụng được nhiều nhất, đúng không? Có thể mặc được với tất cả các loại áo luôn. Và ngoài ra thì nên có cái dán nữa. Cho em mới biết cái dán tốt ngực đó cách đây 2 tuần trước thôi. Trời đất ơi, em chưa biết gì luôn. Lúc mà em qua chương trình đó xong rồi chị đó chỉ kêu là em nếu mang miếng dán ngực xong nói gì chị? Nói gì chị? Thì em ra tiệm đồ đó em hỏi xong rồi em ra tiệm chị có biết cái miếng dán này không? Có nhiều đâu em. Trời ơi, em phải con gái không vậy trời. Em không biết xài cái đó luôn. Trời ơi, chị nghi ngờ tại sao em có thể đẻ được 2 đứa quá Thanh ơi, chị thắc mắc nãy giờ luôn á. Chồng em cũng trẻ trâu trẻ thú giống em á nên là cũng không biết nhiều về mấy cái này. Phụ nữ thì cứ bắt đàn ông cũng thích đàn ông là quan tâm đến mình xong rồi cũng thích đàn ông là ví dụ nấu một vài món ăn ngon cho mình là thích lắm. Tuy nhiên là mình lại không quan tâm đến cái việc là mình cũng phải quan tâm đến cái sở thích của người đàn ông, của người bên cạnh mình. Thì đôi khi những cái việc mà mình làm nhỏ nhỏ như vậy á, nó sẽ làm cho cái tình cảm giữa hai người nó thú vị hơn. Tự nhiên anh này bảo trời ơi bình thường sao vợ không thích mặc đồ ren mà tự nhiên hôm nay lại mặc đồ ren, bảo bởi vì anh thích. Thế thôi, trời ơi sao thường mà áo vuông cho con bú như này ủa sao hôm nay tự nhiên chết rồi dạ? Đó, đúng rồi, hết cửa sổ ra đâu giờ để Thanh Trần xoay lưng lại xong rồi nhìn thấy gì ngày mai là Thanh sẽ lên Facebook up một cái status. Ôi, nhưng mà các chị có thấy là cái việc đầu tư vô áo ngực nó hơi bị tốn tiền, tại hồi lúc em cũng có quẹo lựa, em có quẹo lựa cho một cái shop hãng đồ lót, xong em cầm cái áo lên trời ơi có nhiêu đây vải à, 500 mấy 600 ngàn vải. Có nhiêu đây cái ren nhìn vô xấu như trong luôn á mà 500 mấy 600 ngàn, xong cái em quần ra em quẹo lựa em quẹo ra xong rồi cái em nghĩ trời ơi không mua ba đồ 150-170 được rồi, gì đâu có gì đâu phải mua ba này, trời ơi áo ngực cho con bú mấy chục ngàn. Trời ơi. Đối với em nha thì là nội y cao cấp đắt tiền rất quan trọng. Tại vì đối với em là em không cần nó phải đẹp nhưng mà em cần nó phải đắt tiền. Cái gì đắt tiền em nghĩ là nó sẽ xịn. Tính luôn quan trọng nó mang luôn lại cho mình cảm giác khác đúng không? Cảm giác khác khi mà mặc những cái đồ đắt đúng tiền á. Ví dụ như cảm giác khác có lại cảm giác khác biết cảm giác khác có là nêu nào. Bây giờ tự nhiên bỏ ra 1.6-1.7 mấy cái áo em hay mua ấy, mặc dù chưa chắc là mình đã nhiều tiền hơn người khác nhưng mà 1.6-1.7 mua xong cầm về ui rồi công nhận sở sướng thật đấy. Ui rồi nó mịn hơn hẳn cái này này, anh ơi đẹp không này, ui rồi xong ướm đi ướm lại tại vì mình mua nó 1.6 1.6 đó cho một cái áo dưới tất em nhiên. Ơi trời ơi không Mai cũng đồng ý với Thanh một tí xíu đó là tất nhiên là mình cũng chiều chuộng bản thân nhưng mà Mai sẽ đặt ra cái giới hạn của cái túi tiền của mình là như thế nào. Đúng rồi, nhưng mà cũng không quá keo đến mức độ mà xài cao dưới mấy chục ngàn mà đến bây giờ thì chị không có chấp nhận được. Em chưa được 2 tháng đó chị, em nghĩ trời cái nào cũng như cái nào hết trơn á, này mà đi ra đường che thôi làm gì đâu. Mà thí dụ em mà là chị Hana Giang Anh em mua về cái áo 1.6 nha, em sẽ trời ơi một bên vú 800 bên vú 800 trời ơi cái cảm giác của Hana luôn, cảm giác rất là đã đúng không, khi mà mình thích một cái gì đó mình có ở trong tay mà mình sờ soạng nó, người ta nói là tiền nào của đó thì đúng không bao giờ sai. Phân tích kỹ các loại giá áo trên thị trường đi. Em thấy trên thị trường bây giờ có các loại, một là đồ Trung Quốc này, đồ Trung Quốc thì có đồ siêu rẻ này, đồ Trung Quốc cao cấp này, xong rồi có một hàng là hàng Thái Lan nữa. Mọi người để ý không, hay có các cửa hàng bán đồ lót Thái. Đúng. Xong rồi có thêm hàng Việt Nam cũng thiết kế áo lót. Nhưng mà em thấy mấy hàng Việt Nam dùng thích. Em hay mặc mấy cái đồ của Việt mà nó cũng không rẻ đâu nha. Nó cũng toàn phải tầm 700-800 nghìn. Còn những cái loại mà của những hãng nước ngoài thì bao giờ cũng phải trên 1 triệu rồi. Thì đấy, em hay chọn cái loại của Việt hoặc là của nước ngoài. Ngày xưa thì hay học mặc đồ của Thái. Thế đúng mà hồi xưa thực ra thì đồ của Thái ngày xưa chị cũng vậy, chị cũng rất là mê đồ Thái nhưng mà Hana được tiên dương là người Việt xài đồ Việt á. Quá dữ luôn. Nhưng mà em thì em cũng em cũng quan tâm đến cái vấn đề giá cả một tí, tức là những cái mà áo đắt hơn. Em thì rất ít áo bra nhá, rất ít áo ngực, thế nhưng mà cái nào có ấy là đúng là phải đắt, ít nhất là rẻ nhất là 1 triệu. Đúng. Có những cái bởi vì em mua ở đi Thái rồi đi Sing các thứ nọ, mua của Victoria's Secret ấy. Cái dáng của nó rất là đơn giản, nó chỉ là màu nút và màu đen thôi. Cái dây của nó cũng rất bình thường nhưng mà mặc vào nó rất êm, nó cảm giác như kiểu trời ơi, phụ nữ phải được nâng niu, phải được chiều chuộng như này chứ. Ý là mình mặc vào mình cảm thấy rất thoải mái, mặc dù em là một người có cái xương lưng rất là to,
Cho nên khi mà em mua những cái áo ngực mà nó mặc dù là cái size thì đúng, thế nhưng mà mặc vào rất chật, bởi vì đúng là bản thân em lưng đúng rồi, lưng rất là to chứ ngực không có to nha, lưng rất to. Thế là mặc vào rất khó chịu, thì khi mà mình mua đúng size, đúng cỡ, đúng kích thước, đúng kiểu như là nó có vòng rộng này, vòng ngực này, những cái hãng lớn thì họ sẽ quan tâm đến những cái chi tiết nhỏ nhỏ đấy. Trời thì khi ơi. Mà mình mặc nó rất là dễ chịu. Tìm được đó. Người đàn bà có tấm lưng to chúng mình. Mọi người thấy số đo ngực của em xong mọi người bảo choa, số đo lý tưởng thế, nhưng mà thực ra toàn lưng thôi, không có ngực đâu cả. Có một lần em đã cãi nhau với chồng em vì là mua cho em cái áo ngực tận 4 triệu mấy. Thế xong rồi cãi nhau. Nhưng mà thực ra đến khi mà mình mặc vào á, xong rồi mình kiểu mình có cái đó ở trong tủ ấy, tự nhiên mình cái mức độ tự tin nó lên một cái level khác hẳn. Thì cái giá tiền nó cũng là một cái khá quan trọng. Em nghĩ là mình không cần phải có nhiều áo đâu, nhưng mà một hai cái thôi, những cái đấy phải là những cái thực sự thích. Tiền không phải là vấn đề. Khi mà mình chỉ có hai cái thôi mà. Đúng rồi, chỉ có hai cái thôi đấy em ạ. Nhưng mà có bao mấy cái. Lần sau quay trở lại sẽ có 2-3 cái trong tủ. Em dễ mút cái áo ngực 3 triệu. Tóm lại là nội y nói lên rất là nhiều điều đúng không? Chúng mình chốt lại là nội y nói lên tính cách của phụ nữ này, nói lên về việc là phụ nữ có yêu bản thân không này. Mình nên có đa dạng các thể loại nhưng mà chất lượng nhiều hơn là số lượng. Và nhất thiết là phải đầu tư cho nội y, tại vì nó là đầu tư cho chính mình, ngoại hình của mình, sức khỏe của mình. Ok, mình chốt đơn ở đây. Chốt đơn ở đây mình qua. Chốt đơn hai cái phải không em? Dạ, chốt đơn.